Hôm nay chúng ta học những từ kết thúc bằng ARY, mình đọc là ARY. Các từ kết thúc bằng ARY thường là các adjective, tính từ, noun, danh từ, và hiếm gặp là dưới dạng verb. Và mình stress thì không có nhấn vô phần ARY này, không nhấn vô phần ARY. Các adjective: scary, voluntary, involuntary. Temporary, military, documentary. Primary, secondary, diary, anniversary, itinerary, ovary, ovary. Và cái exception, cái ngoại lệ của nó là từ vary. Nó giống như nghĩa là change, nó thay đổi, change. For example, the bikes vary in size and price. Xe đạp nó thay đổi cả về kích thước và cả về giá cả. Xe đạp thay đổi với cả về kích thước, lớn nhỏ, từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ, và về in price, về giá cả, mắc có, rẻ có. Scary là dễ sợ. That film is scary. Bộ phim đó thật là dễ sợ. Voluntary là tình nguyện, tự nguyện. Nó gốc của nó là volunteer là mình tình nguyện viên, hay là mình xung phong, nếu nó ở dạng verb. I volunteer to do that, tôi tình nguyện để làm điều đó. Voluntary là tình nguyện. Involuntary là không tình nguyện, hoặc là nó có cái nghĩa là nếu mà ở trong cái ngành y học thì involuntary muscle, thì những cái cơ muscle là những cái cơ này được gọi là những cái cơ tự động, những cơ nó hoạt động tự động là involuntary muscle. Những cái cơ nó hoạt động tự động, ví dụ như cơ tim thì nó tự động, nó có bóp, mình không có điều khiển nó. Hay là cơ trong ruột, nó tự động, nó có bóp thức ăn mà mình không phải điều khiển nó tiêu hóa hay là có bóp thức ăn. Những các cái cơ đó được gọi là involuntary muscle. những cơ đó nó hoạt động tự động, hay là các cái hoạt động hệ thần kinh dạng thực vật, hoạt động tự động. Temporary là tạm thời, nó trái với permanent. Permanent là vĩnh viễn. Military là quân đội. Documentary là tài liệu. Documentary film, phim tài liệu. Primary school là trường tiểu học. Secondary school, trường trung học. Diary là nhật ký. Anniversary là cái lễ kỷ niệm. Itinerary là lộ trình. Mình đi tới đâu, mình nghỉ, rồi mình đi nữa, rồi mình làm gì trong cái đường đi đó, gọi là cả một cái quá trình đó, gọi là itinerary, lộ trình. Ovary là buồng trứng. Vary, thay đổi. Ok, như vậy là những cái từ kết thúc bằng ARY. ARY thì thường là các cái adjective và các noun.